thấy em gái nhà đối diện làm rớt chăn ngoài cửa sổ. Cái đồng chí đứng nhìn không nở và cái kết bất ngờ. Mùa mưa giông tràn về trên xóm nhỏ, cô em gái nhà bên phơi chiếc chăn dày nhưng lại bị gió thổi rơi xuống mái nhà hàng xóm. Dù đã cố gắng hết sức lấy thêm cây chổi để khều khều nhưng mà thân gái mong manh nên không kéo lên được. Loay hoay cả buổi trời, cô em gái vẫn đứng bên cửa sổ, cây chổi vẫn cầm trên tay mà tấm chăn thì vẫn nằm trên mái nhà hàng xóm. Không biết là do tấm chăn nằm ở vị trí không mấy đắc địa, thể trạng con gái vốn yếu mềm, hay là do ái ngại đến run tay khi có vô số những đôi mắt của các đồng chí áo xanh đang tụ tập lại bên lan can đối diện, nhìn chăm chăm về phía mình và nở nụ cười bí hiểm, mà cô gái mãi vẫn không vớt được tấm chăn lên. Thấy được nỗi vất vả gian nan trong công việc mà cô em gái nhà bên đang làm cực lực, nên một trong số các đồng chí đã tình nguyện leo sang nhặt giùm cô em gái tấm chăn trả về cho chủ. Không rõ vô tình hay cố ý, vì cảm kích đến xúc động hay là vì lý do nào khác mà khi đưa tay nhận lại tấm chăn, cây chổi vốn được cầm rất chắc chắn đột nhiên rơi xuống, làm cho đồng chí áo xanh lại một lần nữa trèo xuống rồi lại trèo lên đưa lại cây chổi. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi nghi ngờ, cho rằng nhất định có thuyết âm mưu nào đó quanh đây, chứ không tự nhiên mà tấm chăn to cùng với cây chổi có thể rơi xuống được. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: "Á ta thiệt là thủ đoạn, á ta rõ ràng cố ý rớt thêm cái chổi mà. Rào cỡ đó mà cái mền vẫn rớt, có nghĩa là có tính toán cả đấy, tôi nhận thấy được cái mùi thuyết âm mưu đâu đây. Gặp tôi chắc tôi bỏ không dớt luôn, nào mấy ông đi vô tôi mới dớt. Tôi mà là chị đó tôi làm rơi đồ hoài luôn." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.